Phật sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Đánh hổ cứu cha. Triều Tấn, Hà Nam Thuận Dương. Hương Nhi, có chuyện gì? Cha mau tìm đại phu đi, mẹ không ổn rồi cha ơi. Được, con về chăm sóc cho mẹ đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ, mẹ sợ là mẹ sắp đi rồi. Mẹ, cha sắp đưa đại phu về đây rồi mẹ ơi. Mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ không đành lòng bỏ con lại một mình. Không, mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu. Mẹ, sau khi mẹ ra đi, con nhất định phải nghe lời của cha, không được chọc cha tức giận, có biết không? Đứa con tội nghiệp cho mẹ. Mẹ, mẹ có thể không được nhìn thấy con khôn lớn. Hãy để mẹ ôm con. Nhân. Mẹ, phu nhân, phu nhân, mẹ ơi, xin mẹ đừng hù Hương Nhi mà, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, 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 mẹ ơi. Mộ thê tử Dương Phong. Mẹ,
phải sau này chúng ta không còn được gặp mẹ nữa không? Hương Nhi ngoan, Hương Nhi không khóc. Cha nghĩ nếu mẹ con nhìn thấy con đau buồn như vậy thì mẹ cũng sẽ rất buồn. Sau này cha vừa là cha của con, vừa là mẹ của con. Một năm sau. Hương Nhi, Hương Nhi à. Cha đã về rồi. Hương Nhi, hôm nay một mình con ở nhà đã làm gì vậy? Có chạy ra ngoài chơi một mình hay không? Con không có một mình chạy ra ngoài chơi. Con ngoan ngoãn ở nhà đợi cha về. Trong lúc chờ cha, con đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Cha, Hương Nhi còn ngoan quá. Cha đây sẽ có quà cho con. Nè, con xem cha đem cái gì về cho con nè. Con gì một đây? Con thỏ con. Con thích không? Dạ thích. Nè, bây giờ cha sẽ tặng con thỏ này cho con. Con thỏ dễ thương quá. Được rồi, bây giờ cha sẽ đi nấu cơm cho con ăn nha. Còn con đem một ít cỏ cho con thỏ nhỏ ăn đi. Con và thỏ con sau này sẽ là hai người bạn thân nhất. Dạ, dạ con biết rồi. Con sẽ chăm sóc thỏ con thật chu đáo. Được, đi đi. Ừ. Cha, không biết buổi tối thỏ con có thấy lạnh hay không cha? Đương nhiên là lạnh rồi. Vậy thì con bỏ thêm ít cỏ khô vô thì sẽ không lạnh nữa. Cha, hay là chúng ta đặt tên cho thỏ con đi cha. Được đó. Con muốn đặt tên cho thỏ con là gì? Tên Tiểu Hương. Còn ngốc quá. Kêu Tiểu Hương thì chẳng khác nào là kêu tên của con đâu. Vậy thì tên Tiểu Điềm. Như vậy thì con và thỏ con sẽ vừa thơm vừa ngọt. Tiểu Điềm. Được đó. Cha, cha có thấy đau không? Cha không đau. Hương Nhi, sao con lại khóc vậy? Cha, con thấy nhớ mẹ quá. Vì trước đây toàn là mẹ may y phục cho con thôi. Hương Nhi ngoan, mẹ con luôn luôn hy vọng Hương Nhi sẽ có cuộc sống vui vẻ và bình an trưởng thành. Con như vậy, mẹ con ở trên trời linh thiêng chắc là sẽ buồn lắm đó. Hương Nhi nhất định sẽ làm cho cha mẹ thấy vui. Hương Nhi ngoan lắm. Được rồi, Hương Nhi, con đi nghỉ đi. Đại tỷ à, không có được đâu. Thiệt tình để suy nghĩ kỹ đi. Để nói để nghe, bỏ lỡ cơ hội này rồi thì không còn nữa đâu ha. Mối này thật sự tốt lắm. Đại tỷ, để nói không được là không được. Thiệt tình Dương Phong à, để thấy hiện giờ đệ cũng còn trẻ là giỏi giang nữa. Để không thể thua thủ một mình cả đời được hả? Nhưng đệ đã hứa với mẹ của Hương Nhi sẽ chăm sóc cho Hương Nhi chu đáo. Đệ đi thêm bước nữa, cổ sẽ giúp đệ chăm sóc cho Hương Nhi, có đúng không? Đệ có nghĩ tới chuyện này, nhưng đệ cảm thấy một mình chăm sóc Hương Nhi sẽ tốt hơn. Nghe tỷ nói đi Dương Phong à, để đâu cần phải khổ như vậy. Để coi cái nhà này thật sự rất cần có bàn tay của người phụ nữ. Nhưng mà mẹ kế có thể sẽ không tốt với Hương Nhi. Để lo lắng sau này Hương Nhi sẽ chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi để là nam nhân tay chân thô kệch có thể chăm sóc con được sao? Với lại là có thêm một người phụ nữ dù sao thì đó cũng là chuyện tốt. Dương Hương nó cũng cần có một người mẹ, có đúng không? Điều này thật sự tốt cho sự trưởng thành của Hương Nhi mà. Được rồi, đại tỷ, đệ sẽ suy nghĩ kỹ lại. Chuyện này đệ phải bàn bạc với Hương Nhi mới được. Như vậy là đúng rồi. Đệ không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con trẻ, có đúng không?
Ê, trời ơi được, hôm khác tỉ tới gặp hai cha con. Thôi tỉ đi nha. Dạ. À, quyết định vậy đi. Đi thông thả đại tỷ. Ờ. Hương Nhi, cha muốn bàn với con một chuyện. Cha muốn tìm cho con một người mẹ nữa. Con thấy có được hay không? Cha, con không muốn có thêm mẹ nữa đâu. Hương Nhi có cha là đủ rồi. Nếu như con có thêm người mẹ, người đó có thể sẽ giúp Hương Nhi nấu cơm, giặt đồ nè, may y phục nữa. Như vậy không phải tốt sao? Hương Nhi, Hương Nhi, con đang làm cái gì vậy? Con nấu cơm cho cha. Con mau cho cha coi, con có bị thương ở đâu không? Con tay của con có đau không vậy? Không có, cha. Sau này con sẽ cố gắng học may y phục và giặt đồ. Sau này y phục của cha sẽ do Hương Nhi giặt cho cha, may cho cha. Hương Nhi, không được, cha không cho con làm như vậy. Con còn nhỏ, lỡ như con có bị thương ở đâu thì phải làm sao đây? Cha, con không muốn có thêm một người mẹ. Có thêm một người mẹ thì đó không phải mẹ con. Con sợ có thêm một người mẹ, sau này con sẽ quên mất hình dáng trước đây của mẹ con. Cha, cha coi con cũng biết nấu cơm, biết giặt đồ nữa. Hương Nhi, cha nghe lời của con. Sau này cha sẽ dạy cho con giặt đồ và sẽ dạy cho con nấu cơm, ha. Một tháng sau. Hương Nhi. Cha Thẩm Thẩm. Hương Nhi à, năm nay con 8 tuổi rồi phải không? Dạ 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi rồi. Trời ơi con coi, con còn nhỏ mà giặt một thao đồ lớn vậy sao? Cha con dạy con phải không? Cha con đã dạy cho con đó. Nhà đầu này đúng là ngoan quá. À, đại tỷ. Ờ. Tỷ đi ngang qua đây nhân tiện vào xem sao. À, để coi nhà đầu này siêng năng thật đó. Đại tỷ, để biết ơn tỷ rất nhiều. Những ngày qua đã khiến tỷ phải vất vả rồi. Bây giờ đệ và Hương Nhi đã có một cuộc sống rất là tốt. Đúng, đệ nói đúng. Hương Nhi thật sự rất ngoan. Người mà lần trước tỷ giới thiệu cho đệ cũng siêng năng chăm chỉ lắm. Có điều tính tình không tốt, nên tỷ sợ là sau này Hương Nhi sẽ chịu khổ. Nếu không được thì thôi bỏ đi. Đúng là đã làm phiền đại tỷ quá rồi. Thiệt tình đệ nói cái gì vậy? Khách sáo với tỷ nữa sao? Bà con thân thiết với nhau. Có điều con bé còn nhỏ quá mà đã mất mẹ, đúng là tội nghiệp quá. Con bé ngoan biết bao. À, đại tỷ, nè, chúng ta ngồi xuống đã. Không cần đâu, tỷ còn có việc. Tỷ nhân tiện ghép vô chút thôi. Thôi tỷ đi nha. À. Hương Nhi, Thẩm Thẩm đi nha. Dạ Thẩm Thẩm đi về. Ờ, Hương Nhi ngoan thật đó. Tỷ đi đây.
cha, tới đây ăn cơm đi. Hương Nhi tới rồi. Nè Hương Nhi, ngồi xuống đi con. Hương Nhi đang tuổi trưởng thành, nè ăn nhiều chút đi con. Cha, cha làm việc vất vả, cha ăn nhiều một chút đi. Hương Nhi ngoan quá. Con nhìn con đi, con ốm đi nhiều đó. Nếu bây giờ mà mẹ con vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không để con làm nhiều việc vậy đâu. Nếu mẹ còn sống, Hương Nhi cũng làm nhiều một chút, không để mẹ quá mệt đâu. Có lẽ do mẹ đã làm quá nhiều việc, quá mệt mỏi nên mới bị bệnh rồi bỏ chúng ta đi. Nếu như con lớn nhanh một chút, con giúp mẹ không để mẹ bị mệt quá, thì có lẽ mẹ sẽ không rời xa chúng ta. Bây giờ cả nhà chúng ta ba người đang cùng nhau ngồi ăn rồi. Hương Nhi, con nghĩ được như vậy, trong lòng của cha rất vui. Mẹ con, nếu như mẹ con biết được con đã hiểu chuyện như vậy, mẹ con trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ rất vui. Cha, theo cha, bây giờ hai cha con mình đang ngồi ăn, mẹ có nhìn thấy không? Thấy chứ. Mẹ của con luôn ở bên cạnh chúng ta, luôn dõi theo chúng ta. Hương Nhi ăn đi. Tiểu Điềm, ở đây chơi chút nha. Bây giờ tỷ sẽ đi bắt hết muỗi trong mùng của cha. Khi cha trở về, có thể ngủ một giấc thoải mái không bị muỗi cắn. Ngoan. Sáu năm sau. Tiểu Điềm, ngoan ngoãn chơi đây nha. Tỷ đi cắt một ít cỏ cho đệ, chờ tỷ nha. Chính là chỗ này nè. Bố đầu, ở chỗ này. Chính là chỗ này nè. Ở đây sao? Đúng, là chỗ này. Con gái tôi vừa khóc vừa chạy đến nói với tôi, Tiểu Điềm của nó đã bị hổ ăn thịt. Tiểu Điềm? Tiểu Điềm là ai? Tiểu Điềm đó là con thỏ trắng của con gái tôi nuôi. Có phải là nha đầu đã nhìn nhầm không vậy? Không thể nào. Con gái tôi nói với tôi, nó đã nhìn thấy rất rõ ràng. Với lại là một con thỏ trắng đang chạy nhảy tung tăng, không thể tự biến mất giữa ban ngày như vậy được. Vùng đất này đã nhiều năm rồi không có con hổ nào xuất hiện. Sau này chúng ta phải tăng cường tuần tra. Dạ. Rồi nhân tiện cho một số thợ săn vào trong núi này để săn hổ. Dạ. Dương Phong à, tôi nghĩ ông cũng nên ít lui tới chỗ này, không có an toàn đâu. Được. Hương Nhi à, cha định ngày mai sẽ đưa con tới nhà thúc phụ trong trấn ở tạm mấy ngày. Gần đây trong núi không được an toàn. Không, con không đi. Con đi rồi sẽ không có ai giặt đồ cho cha và nấu cơm cho cha. Cha hứa sẽ nhanh chóng đón con về mà. Nhưng cha à, con thật sự rất lo cho cha. Hay là cha cũng đi chung với con đi. Con ngốc quá.
Cha có gì mà khiến con phải lo lắng tới vậy? Con coi cha không phải đang chuẩn bị cây cung hay sao? Nhớ trước đây cha cũng là một thợ săn có tiếng. Con hổ đó không làm gì được cha đâu. Trái lại, con ở bên cạnh cha càng khiến cha lo lắng hơn. Con yên tâm, sau khi chúng ta bắt được hổ, cha sẽ nhanh chóng đón con về đây ngay. Hả? Ừ. Con hổ, cha, có hổ đó. Con hổ tới. Cha, có hổ. Cha, có hổ, mau chạy đi cha. Cha, mau chạy đi. Cha, không được. Cha, không được cha. Hương Nhi, con gặp ác mộng hả con? Cha. Hương Nhi ngoan, đừng sợ, có cha ở đây ha. Cha, con vừa thấy ác mộng, mơ cha bị hổ ăn thịt. Cha, con ngốc quá, không phải cha đang ở đây sao? Được rồi ngoan, ha, nín đi con, đừng sợ, có cha ở đây ha. Cha, con không muốn đi đâu, con không muốn xa cha đâu. Hương Nhi ngoan, Hương Nhi không muốn đi thì không đi, Hương Nhi không muốn rời xa thì không rời xa hả? Cha, con sợ sau khi xa cha thì con không gặp được cha nữa. Cha đừng bắt con đi nữa, có được không cha? Ngoan, Hương Nhi, cha không đi đâu hết, cha ở bên cạnh con, có chịu không? Ngoan, con nín đi. Hương Nhi ngoan, đừng sợ. Sau một tháng, con hổ không xuất hiện. Hương Nhi à, cha không ở nhà, con nhớ đóng cửa lại. Nếu như con nghe bên ngoài có tiếng động gì lạ thì con nhớ chui xuống gầm giường, con có biết không? Cha, đã hơn một tháng nay con hổ không xuất hiện, chắc là không sao đâu. Cha cho con đi theo cha làm việc nha, có được không? Không được, bởi vì trong lòng cha vẫn thấy không yên tâm. Cha, hiện giờ đang mùa bận rộn, chỉ một mình cha thì làm không có xuể đâu. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, con có thể tự bảo vệ bản thân. Được rồi, Hương Nhi ngoan, con nghe lời cha có được không? Con ở nhà đi, hả? Cha, ban ngày con hổ thường ngủ mà cha. Bây giờ con đi, trước lúc tối con trở về, chắc chắn sẽ không sao. Yên tâm đi, cha. 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 Được rồi. Con đúng là lém lỉnh mà. Hôm nay cho con đi có chịu không? Ừ, được, để con đi lấy đồ. Sao rồi mẹ? Đúng rồi, con nhớ là con và cha bất ngờ gặp một con hổ to lớn và hung hãn. Cha gặp nguy hiểm. Được rồi, con gái ngoan, đừng sợ. May nhờ có con. Con gái ngoan, đã không sao rồi. Mẹ thấy Hương Nhi của mẹ đã ốm đi nhiều và đen hơn nhiều. Nếu như mẹ vẫn còn sống thì con sẽ không phải chịu khổ như vậy.
Mẹ, Hương Nhi. Tỉnh rồi. Cha. Hương Nhi. Cha, cha có sao không? Con gái ngốc. Cha không sao, chỉ có điều cánh tay bị tróc da chút thôi. Vậy tốt quá. Cha không sao, đúng là quá tốt rồi. Con rất sợ. Hương Nhi đừng sợ, có cha ở bên cạnh con ha. Vậy còn con Hổ đó? Ê, nhà đầu này cũng gan lắm. Con dám hỏi con Hổ đó? Con Hổ lớn như vậy, chút nữa con bóp chết nó rồi. Bọn ta đến kịp lúc, suýt chút nữa cho nó thêm mấy dao rồi. Con gái, tuy con bị hất ngã nhưng không có nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi. À, đa tạ Lý đại phu. Đa tạ mọi người. Thẩm Thẩm, sao Thẩm cũng tới đây vậy? Ta hả? Ta tới thăm con đó. Ông bà mình nói trai khôn lập thân, nữ lớn gả đi. Hương Nhi cũng đã 14 tuổi rồi, đúng là cái tuổi rất là đẹp. Cho nên ta mới tới đây. Con coi, con chăm chỉ siêng năng hiếu thảo từ lâu nổi tiếng khắp cả huyện thành này. Cộng thêm chuyện lần này con dũng cảm đánh hổ cứu cha, nên có rất nhiều nhà đều muốn đến cầu thân con đó. Đại tỷ, đó là những nhà nào vậy? Trời, điều kiện của ai cũng tốt. Có công tử của Trương Viên Ngoại huyện thành, còn có cháu của Tư Điềm Lý Tiên Sinh ở huyện thành nữa. Ngoài ra những người còn lại thì điều kiện cũng rất tốt. Đa tạ Thẩm Thẩm. Nhưng con không thích xa như vậy. Cha con tuổi càng ngày càng lớn, con muốn ở gần cha, chăm sóc cha. Theo tôi thấy, Nhi ngoan, những chuyện này để sao hẳn nói. Bây giờ mọi người về nhà đi, để Hương Nhi nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta về thôi. Được, vậy tôi tiễn mọi người. Không cần, không cần, làm phiền mọi người. Về đây, nghỉ ngơi đi. Đi thong thả. Hương Nhi, thấy con không sao, cha đã thấy yên tâm rất nhiều. Cha, lúc nãy con mơ một giấc mơ. Vậy con nói cho cha nghe, con đã mơ thấy gì? Con đã mơ thấy mẹ. Mẹ vẫn thương con giống như trước đây. Đương nhiên rồi, mẹ lúc nào cũng thương con mà. Mọi người có nghe nói gì không? Tiểu Dân Hương 14 tuổi vì muốn cứu cha, cả họ cũng không sợ, đúng là dũng cảm quá. Đúng đó, đúng đó. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng rất là dũng cảm và rất hiếu thảo. Là Tiểu Dương Hương ở thành Tây có phải không? Chào lão già. Mọi người nói chuyện gì vậy? Đại ca, bọn đệ đang nói chuyện của Tiểu Dương Hương. Quỳnh có nghe nói không? Có nghe nói, có nghe nói. Bây giờ Quỳnh đang đưa con trai đi cầu thân đây. À, chúc mừng đại ca. Đa tạ. Chúc mừng. Mọi người cứ tiếp tục. Thôi chúng tôi đi đây. À, chúc mừng đại ca. Lão già đi thông thả. Nếu như đại ca giành được bó này cho con trai của mình thì đây đúng là phúc của phủ chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy đó. Cha mẹ cực khổ nuôi ta khôn lớn, không còn cha mẹ biết nương tựa ai. Thi Kinh, 14 tuổi không sợ hậu dữ, dũng cảm xông lên, đó là vì tình cốt dục. Từ đó, câu chuyện Dương Hương đánh hổ cứu cha trở thành giai thoại một thời, người đời sau ca tụng. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.